Hoàng hương miệt ý hương, ngày nay lại đã qua rồi, cá cạn ở ao khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Lại hương lên nghỉ thank you.
nghe la nè. Tổ 60 tuổi lâm chung ngã
ngày 30 tháng 5 năm Canh Tí Chi Linh, nguyện hướng linh đi trường thừa công đức, thỉnh pháp giảng kinh tập đó cùng đồ giảng sanh Cực Lạc Quốc. Phổ nguyện âm siêu dương thơ pháp dễ chúng sanh thề thầm Phật nghe đạo Nam Mô Đà Phật Tử Bi Phật.
nhau đây rồi xa nhau một ngày. Bước thời gian vô tình trôi quá vội, xin đừng trao nhau lời đắng bơ. Một ngày ta bỡ ngỡ nhìn lại ta, tuổi xuân tàn mau, tóc xanh nay bạc màu, hội tiếc bao điều, thời gian đâu chờ ai, thoáng chốc trăm năm, ôi buồn một kiếp. Cả đời mẹ đã tạo từng gánh con,
con bên trời. Ngày xưa mẹ gắn ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đừng đợi sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng gánh, sợ khi mẹ mong một mà gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Mẹ ơi, sống biết ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu mà bông yêu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ ra xa, để sau núi gánh chính là con. Cho con khôn lớn nên dặn đôi đẹp, tình thương nhau cả những người. Theo con từ bỏ tập nơi đến giờ. Đừng đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gái mẹ đừng gắn, giờ khi mẹ mơ một mà gánh cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dầu những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai ấm cò lặng lò, sớm mai vai gầy. Ơi sao biết ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đứng nơi, đâu là mong yêu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau núi gánh chính là con. Cho con gánh cả đôi vai thấp cỏ lạc lòi, sớm mai vai gầy. Mẹ già lá sắp xa gầy, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biết ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đứng nơi, đâu là mong yêu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau núi gánh chính là con. Để sau núi gánh chính là con. Một lần nữa xin cảm ơn cả hai. Hey, ở nơi xa xôi, chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi? Chia tay nhau mưa dấu rất nhiều, nỗi đau còn tim nào ai thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà, đắng cay chỉ trong giây phút lạ xa. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ ngày thương hoa người dân, dần hoàn cảnh không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh, từ nay chính là cuối cùng trên cành cây xanh. Anh không còn quyền lựa chọn đâu em. Em muốn xa anh như lá xa lìa đó. Mẹ đã đi qua cho anh
ngày đôi ta đến tình sao thương thời người xưa ơi thâu cho nơi lòng hoa tình còn người đâu. Vâng, và sau đây xin mời quý vị thưởng thức qua nhạc phẩm Chị Tôi qua hai tiếng hát của hai mẹ con. Để mẫu để thường của con kia kìa, con kia qua Singapore rồi. Do
Rồi. Gạo cho có muối không? Không, có rồi, để cho hấp nhang nữa. Để đâu nè lên. Trời chú tự về. Đúng là đèn quỳ dính. Mấy bà lên sự cố thân 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 nguyện cầu Đức Phật từ bi thương soi không ngọc hào quang tiếp độ hương linh vãng sanh tịnh độ thiền hiền. Ai thân này nhị phải bình thân giới không thiên và giới hoàn thân di na diệu tội tiêu khiến hòa diễm quá hồng địa nam đại bi. Nam mô đại bi hoài thượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Quán Thế Âm Nam mô đại bi hoài thượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng Quán Thế Âm. Bye.
Thank you.
thần thuế viên giỏi tam thiên tận không mang nữ lời pháp giới hoàn tăng diễn diệt tội tiêu kiến hòa diện hòa hồng liên đảnh tử cứ lại đô thờ mộng nhân sanh trần thế thượng kim đài hướng bạch nhi đà từ tôn phóng quang tiếp dẫn hương linh trần thị nguyễn thanh hướng thọ 60 tuổi lòng chung ngày 20-30 tháng năm năm canh tí chi linh nguyện ước lên trường thừa phật lực chiêu sanh tình độ ngưỡng lão đại chúng di khâu đồng anh nhất tâm niệm phật nam mô a di đà phật nam mô
đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau, nối gót người vào dĩ vãng nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau. Vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mờ, và tóc nâu khô còn chút thơm tho, thả gió bay đi mịt mù. Nguyện trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Trả hết về người chuyện cũ đem ngơi, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài. Về người chuyện cũ đẹp ngời, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài, trả hết cho người, cho người đi, trả hết cho ai. Ngày tháng em trôi, đường ta đi, trời đất yên cho ai cả những chua cay. Ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi, một tiếng thương ơi gửi đến cho người, trả nốt đôi môi gượng cười. Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi, còn lời chăn trôi cuối chân trời, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người. Còn mãi ra đi.
dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sông còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thiết lễ phung tụng kinh văn, an táng hương linh Nguyễn Thanh, hưởng thọ 60 tuổi vãng sanh ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý. Ngưỡng lại chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng Quang Giáng Đàn Tiền, chư vị thiện thần đồng thì quan giáng đàn tiền chứng minh này, hương linh hồn nhập một phần an thân dính cũ siêu sanh tịnh độ hiến hương xa bà xa đi rồi đem nhang linh cắm trên lưng đâu chừng vắng bóng dội giá được mấy xuân. Có sanh nên ắt thời phải có tử, cuộc hồng trần mấy ai sống đặng túi trăm năm. Trước đàn tiền chư đại đức tăng sinh trì tụng nguyện đêm, bao nhiêu công đức vừa rồi hồi hướng siêu độ chân linh bà Trần Thị Nguyễn Thanh ấy. Hướng thọ trần thế 60 tuổi lâm chung ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý, niên thời mạng chung nguyện hương linh phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành sanh thiên hiến linh hộ trì gia đình bình an lợi lạc. Âm siêu dương thạnh ai yến hà thanh pháp giới chúng sanh tài thành Phật cao rồi lại bưng lại, nãy ai bưng cái gì bưng lại cái đó, xếp cái chiếu này lại đi để lắc vô trong khóc đi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân
vui tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ở Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dân đạo Sư A Di Đà Phật phát tài chứng minh. Nam mô Đao Lợi Thiên Cung Thọ Phật Chúc Lỵ Bốn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát phát tài chứng minh. Nhất tâm hụng hính Đông Tây Nam Bắc Trung ương Kỷ Mậu Chấn Giáp Ức Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Càng Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đòi. Chư vị thủ quan thủ quách Kỷ Mậu Chấn đồng thì Lai Lâm Chứng Minh hôm nay hợp thời ngày 3 tháng 6 năm Canh Tý. Gia đình lễ tang chủ thiết lễ hương đăng hoa quả phẩm vật chay nghi cáo bạch chư vị thần linh. Tiếp độ mẫu bổn vị chân lanh tánh Trần Thị Nguyễn Thanh hưởng vừa thọ 60 tuổi vạn sanh ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý niên thời mạng chung. Hướng lại chư vị tôn thần tiếp độ hương linh khai mộ nghe kinh thính pháp siêu sanh tịnh độ quy thượng đàn tiền chứng minh hiến ngày hương xã bà xã rồi thì gom nhau đi. Cắm hết vô mộ á, cắm vô để lắm khỏi rút. Rồi cắm vô mộ hết luôn. Lễ chư vị tôn thần tam bái, hình thân giới quy dương chi tình thế biên sai tam thiên thanh không ba đức lành chảy đầu mình cắt tay và chảy đầu cách sắp sắp gì vậy sắp sắp gì nè cô lô đề tam bà y bán nhà bà là bằng đề cố tâm cô lô đề ta bà a nam mô a di đà bà gia la nhất sái đậu chư Phật chứng minh nhị sái đậu vong giá siêu sanh tam sái đậu ế gia môn đời đời thọ phước
Nam mô Tát Bà Tát Tăng A Ra Bà Tô Di Đà An Tam Bà Ra Tam Bà Tăng Hồng Nam mô Tát Bà An Ra 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 đi cứ kéo đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chấm cái mã vậy. Nam mô Cực Lạc Quốc Kiến Tạng Liễu Tâm Tự Quan Yêu Và Là Độ Nhất Thiên Ma Vô Biên Thiền Nào Đó Nghe Vô Lượng Pháp Môn Tu Đề Quyền Độ Chúng Sinh Tổng Giới Tổng Phật Đạo Hữu Pháp Hữu Thành Giới Chí Chú Dị Chí Tổ Trong Hữu Thành Đi qua đi luôn. Đi con gà đi vòng vòng. Rồi, gái đi tới luôn đi đi vòng vòng. Tháo cái con gà ra. Lấy cây nhang á, chích cái bài vị ra, lấy cái bài vị qua bên. Rồi, đi từ dưới đi lên. Đó đi vậy đó. Xong rồi chở xuống làm vậy 3 lần. Rồi chở xuống. Rồi đi trở lên. Dạ. Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Ly Bà Đế Cầu Cầu Đế Bà Đế. Dạ, bây giờ tưởng mạng anh ơi, leo lẹ anh ơi, đừng leo dầm dầm thôi, xe. Mắt ngủ rồi, anh leo lên về nhà nha. Leo lên, mở mắt ra. Mở mắt ra mới thấy được. Nhổ cái thằng cày lên một án sĩ lam sĩ lam kim cha tân kim cha ngô kim vị như giải kim cha cung bắc vị như kiếp kim cha cường trung cường kiếp rồi xã hàng xã đi đó cũng cái dễ đan này quan bên đốt luôn giải kiếp giải kiếp giải quan kiếp nghiệp lớn bao đời đều giải hết rồi sập lòng trần dạ 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 chụp hình đứng đó chứ Phật qua cầu xin giải kiếp dược sư Phật dược sư Phật thiên tai dương thọ dược sư Phật tùy tâm mãn nguyện lại dược sư Phật lại đi lại bốn lại còn gì còn thiếu đủ gì giải quyết giải quyết giải quyết tiêu tai dương thọ dự sư Phật tùy tâm mãn nguyện dự sư Phật Nam mô Bổn Sư Tây phương thoát qua luôn.